Thế à? Vị trí chứ bà em không mờm chân nhé. Một khoảnh khắc bình dị của một cặp uyên ương, sự mộc mạc, cái sự hạnh phúc và những cái sự an vui đôi khi nó giản dị nhẹ nhàng này thôi, nhưng không phải ai có được. Thực sự thì có nhiều gia đình, nhiều cặp vợ chồng ấy, chồng một nơi, vợ một nơi, và công việc cuốn đi, cái cơ hội ăn với nhau một bữa cơm không nhiều. Năm năm sau Diệp xem lại, 10 năm sau con trai xem lại này. Ngày xưa bố mẹ đã rất là bình dị như thế này. Hả? 5 năm nữa nhà cháu sinh nhật Diệp một mâm. À, ăn cơm gia đình luôn.